Và thời gian sạc thì mình cũng sẽ để trống nha. Và mình sẽ nhấn giữ nút set, sau đó hạ ra. Và như vậy là mình đã cài đặt xong. Lúc này thì đèn CH đang sáng và mạch đang đóng delay để sạc bình nha các bạn. Do điện áp dưới 24V, điện áp đang là 14,5V. Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Ở bên này mình sẽ giới thiệu về mạch quản lý sạc ắc quy tự ngắt 30A XIL30A. Ở đây thì mạch sẽ có chức năng quản lý đóng ngắt ngõ sạc ắc quy với màn hình hiển thị LCD cho giao diện trực quan. Mạch được thiết kế với relay số 7 cho dòng chịu tải sạc lên đến 30A. Ngoài ra, mạch được tích hợp thêm tính năng kiểm soát thời gian sạc và kiểm soát tắt mở ngõ ra sạc, giúp thuận tiện hơn khi sử dụng. Các chức năng đều được điều chỉnh bằng 3 nút nhấn tích hợp trên mạch. Hiện tại thì sản phẩm đang được bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt, các bạn truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DT2863, sau đó xem chi tiết. Và ở đây mạch sẽ hoạt động với điện áp là từ 6V cho đến 36V DC. Như vậy là mạch sẽ phù hợp để chúng ta quản lý sạc các bình ắc quy cũng như là pin nằm trong dải điện áp này. Và do sử dụng relay số 7 cho nên dòng tải sạc tối đa có thể lên đến 30A. Và độ sai số sẽ là 0,1% nha các bạn. Và mạch sẽ hiển thị các thông số cài đặt, điện áp đo được, cũng như là thời gian sạc thông qua màn hình LCD. Và chúng ta có thể cài đặt các thông số này bằng 3 nút nhấn có trên mạch. Và lúc này thì các bạn sẽ quan sát sơ đồ có trên màn hình. Ở đây thì hai vị trí được ký hiệu là CH cộng và CH trừ là hai vị trí mà chúng ta sẽ đấu với lại bộ sạc. Còn hai vị trí phía dưới được ký hiệu là BT trừ và BT cộng là chúng ta sẽ đấu với lại pin và ắc quy. Và ví dụ như ở đây mình có bộ nguồn đa năng, ví dụ như là bộ sạc của mình nha. Và bây giờ mình sẽ đấu vào hai vị trí là CH cộng và CH trừ. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Ví dụ như ở đây mình đang cấp nguồn là 12,6V. Và trên màn hình đã sáng nha các bạn. Và ở đây mạch cũng sẽ hoạt động nha. Tuy nhiên trên màn hình đang hiển thị là 0V, là điện áp đo được từ bình. Do mình chưa lắp bình cho nên mạch sẽ hiển thị là 0V. Và như vậy là nguồn cấp và hai domino phía trên là dùng để nuôi mạch nha các bạn. Và mạch sẽ đo điện áp mà chúng ta sẽ lắp bình ắc quy vào hai domino phía dưới này. Và như đây chúng ta sẽ có 3 nút nhấn gồm nút set, nút up và nút down. Nút set sẽ có chức năng là dùng để xem cái thông số cài đặt cũng như là tùy chọn cài đặt. Khi chúng ta nhấn nút set một lần thì trên màn hình sẽ hiển thị 3 thông số bao gồm up, down và OB. Down là điện áp mà chúng ta cài đặt để mạch sẽ đóng relay và sạc cho bình. Và up là điện áp mà chúng ta cài đặt để mạch sẽ ngắt relay và ngắt sạc cho bình nha các bạn. Và OB là thời gian mà chúng ta cài đặt để mạch đóng relay để sạc bình nha. Và nút up sẽ có chức năng là tăng giá trị khi chúng ta vào chế độ cài đặt và dùng để chuyển chế độ hoạt động của đèn nền. Và nút down sẽ có chức năng là giảm giá trị khi vào chế độ cài đặt và dùng để tắt mở ngõ sạc nha các bạn. Khi chúng ta nhấn nút down một lần thì mạch sẽ đóng relay để bắt đầu sạc. Và chúng ta bấm một lần nữa thì mạch sẽ chuyển sang chế độ up để ngắt sạc nha. Và để cài đặt được chế độ hoạt động của đèn nền thì ở đây mạch sẽ có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là mạch sẽ luôn luôn sáng đèn nền. Và chế độ thứ hai thì mạch sẽ tự động tắt khi không hoạt động từ 5 phút đến 10 phút nha. Để thay đổi được một trong hai chế độ này thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút up khoảng 3 giây và chúng ta xả ra. Khi trên màn hình hiển thị chữ LB up có nghĩa là mạch sẽ chuyển sang chế độ luôn luôn sáng màn hình nha các bạn. Nếu mà chuyển sang chế độ tự động tắt màn hình thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút up khoảng 3 giây và chúng ta sẽ hạ ra. Thì mạch sẽ hiển thị chữ LB on, có nghĩa là sau khoảng 5 cho đến 10 phút thì mạch sẽ tự động tắt đèn nền nha, để tiết kiệm pin. Và các bạn quan sát trên màn hình là bảng tham khảo điện áp cần chỉnh sạc cho một số dòng bình ắc quy khác nhau nha các bạn. Và như vậy là chúng ta sẽ cần bộ sạc phù hợp cho từng loại bình ắc quy. Và tùy vào chất lượng của bình ắc quy cũng như là bộ sạc thì chúng ta có thể điều chỉnh hai thông số này khác đi cho phù hợp với thực tế nha các bạn. Và ví dụ đầu tiên bây giờ mình sẽ điều chỉnh điện áp ngắt sạc theo cái bảng thông số này. Ví dụ bây giờ mình sẽ điều chỉnh điện áp ngắt sạc là 12V. Bây giờ thì mình sẽ nhấn giữ nút set khoảng 3 giây, sau đó mình sẽ hạ ra. Và trên màn hình hiển thị chữ DN có nghĩa là chữ down. Và đang hiển thị là 11,5 và bây giờ mình sẽ điều chỉnh lên 12. Mình sẽ bấm nút up để tăng giá trị lên 12. Và bây giờ mình sẽ điều chỉnh điện áp đóng sạc là 14,4V. Mình bấm nút set một lần nữa. Trên màn hình đang hiển thị chữ up và 14,4. Nếu mà cái này số khác thì các bạn sẽ điều chỉnh số điện áp mà chúng ta mong muốn. Ví dụ ở đây mình sẽ để là 14V. 14,4V.
Còn đối với thời gian sạc thì ở đây mình sẽ không để giá trị, do mình sẽ để mạch hoạt động theo tự động như điện áp mình đã cài đặt nha. Cho nên ở đây bây giờ mình sẽ lưu lại hai thông số này bằng cách nhấn giữ nút set khoảng 3 giây, sau đó mình sẽ hạ ra. Và lúc này thì mạch đã lưu các thông số, bằng cách kiểm tra lại thì chúng ta sẽ nhấn nút set để kiểm tra. Khi mình nhấn nút set một lần thì trên màn hình sẽ hiển thị các giá trị mà chúng ta đã cài đặt. Down là 12, up là 14.4. Và trên màn hình đang hiển thị chữ NBE, có nghĩa là No Battery, có nghĩa là không có bình ắc quy nha các bạn, do điện áp đang đo được ở hai cổng này là 0.0V. Ví dụ bây giờ mình đang có một bình ắc quy, ví dụ như đây mình có bình ắc quy là 12V và bây giờ mình cũng sẽ lắp vào nha. Và lúc này để xem được điện áp của bình ắc quy thì chúng ta có thể nhấn nút down một lần để mạch ốp nha các bạn. Mạch của mình đang ở trạng thái ốp và mạch sẽ đang đo điện áp của bình ắc quy. Và điện áp của bình ắc quy của mình đang là 13.1V. Và điện áp của bộ đa năng của mình, ví dụ như là bộ sạc, đang là 14.65V. Bây giờ mình sẽ nhấn nút down một lần nữa để mạch đóng delay và sạc cho bình ắc quy. Và điện áp đang đo được giữa bộ sạc và bình ắc quy đang là 14.2V. Cho nên mạch sẽ đóng delay để cấp nguồn sạc cho bình ắc quy. Và như vậy là khi điện áp của bộ sạc cung cấp cho bình ắc quy sạc lên 14.4V thì mạch sẽ ngắt delay để ngắt điện áp sạc cho bình ắc quy nha. Và như đây mình đã chuyển bộ nguồn đa năng xuống phía dưới, ví dụ như là một bình ắc quy đang sử dụng và đang nạp nha các bạn. Và phía trên mình cũng có cấp một nguồn giả để mình ví dụ cho các bạn xem nha. Và đây chỉ là ví dụ thôi nha các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn đấu sạc cho bình ắc quy thì các bạn đấu theo sơ đồ như lúc đầu mình đã hướng dẫn nha. Và như mình đã cài đặt là điện áp sạc là dưới 12V và điện áp ngắt là trên 14.4V. Và ví dụ lúc này bình ắc quy của mình đang là 13.5V và mạch đang đóng để sạc cho bình ắc quy, đèn CH đang sáng nha các bạn. Và khi bình ắc quy được sạc và điện áp tăng lên, khi điện áp tăng lên trên 14V thì mạch sẽ ngắt delay để ngắt sạc nha. Và lúc này điện áp mà mạch đang đo được là điện áp của bình ắc quy là 14.9V, gần bằng với lại nguồn của nguồn đa năng nha các bạn, có hơi sai số một chút ít. Và ví dụ lúc này bình ắc quy được sử dụng và điện áp bắt đầu hạ xuống nha. Và khi điện áp hạ xuống dưới 12V thì mạch sẽ lập tức đóng delay để sạc cho bình ắc quy. Và cũng như vậy, khi điện áp tăng lên trên 14.4V như đã cài đặt thì mạch mới ngắt delay nha các bạn. Và cũng như vậy thì mạch sẽ hoạt động tự động theo thông số mà chúng ta đã cài đặt. Và tiếp theo mình cho một ví dụ nữa là mình sẽ sạc bình cho bình ắc quy là 24V. Và mình cũng sẽ dựa theo thông số như ở trên bảng, là điện áp ngắt là 28.8V và điện áp sạc là 24V nha các bạn. Lúc này thì mình sẽ nhấn giữ nút set, sau đó hạ ra. Và mình sẽ cài đặt vị trí DN là chữ down này là 24V. Và mình nhấn nút set một lần nữa để chuyển qua chữ up là điện áp mà ngắt sạc. Lúc này thì chữ up mình sẽ đặt là 28.8V. Và thời gian sạc thì mình cũng sẽ để trống nha. Và mình sẽ nhấn giữ nút set, sau đó hạ ra. Và như vậy là mình đã cài đặt xong. Lúc này thì đèn CH đang sáng và mạch đang đóng delay để sạc bình nha các bạn. Do điện áp dưới 24V, điện áp đang là 14.5V. Và giờ mình ví dụ bình được sạc và tăng điện áp lên nha các bạn. Khi điện áp tăng lên trên 28.8V thì mạch sẽ ngắt delay để ngắt sạc. Và khi điện áp bình hạ xuống dưới 24V thì mạch sẽ đóng delay ngay lập tức để đóng sạc nha các bạn. Và các bạn quan sát dòng phía dưới là dòng phần trăm, dựa theo thông số mà chúng ta đã cài đặt thì mạch sẽ chia phần trăm tỷ lệ nha. Khi trên 28.8 thì mạch sẽ báo là 100%. Còn khi
ngược về giá trị gần bằng 24V thì mạch sẽ là 0% nha. Và như vậy thì các bạn có thể cài đặt các thông số này khác đi tùy vào thực tế chất lượng của bình ắc quy cũng như là bộ sạc của mình nha. Và tiếp theo thì mình sẽ nói về giá trị cài đặt thời gian OB. Thời gian OB sẽ có chức năng đếm thời gian khi mạch bắt đầu đóng ngõ sạc nha các bạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ nhấn giữ nút set, sau đó thả ra và mình sẽ nhấn nút set đến cài đặt giá trị thời gian OB. Và thời gian cài đặt ở đây tối đa có thể lên đến là 99,59 phút nha, tức là 100 giờ. Ví dụ ở đây mình sẽ cài đặt là 1 phút để dễ ví dụ cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ nhấn giữ, sau đó mình thả ra và mạch đã lưu giá trị là 1 phút. Và ví dụ như đây điện áp của mình đang là 23V, nhỏ hơn giá trị mà mình đã cài đặt để mạch đóng relay nha. Và mạch đang đóng relay để sạc cho bên. Và cũng như vậy, mạch sẽ bắt đầu đếm thời gian khi mạch đóng relay. Và ở trạng thái thông thường, khi bộ sạc sạc đầy lên trên giá trị mà mạch sẽ ngắt relay thì mạch vẫn ngắt relay như bình thường nha các bạn. Và trường hợp thứ hai, khi mạch bắt đầu đóng relay. Và giá trị điện áp tăng lên và nhỏ hơn ngưỡng mà chúng ta đã cài đặt để ngắt sạc. Và bây giờ mình sẽ để một chút xíu nha. Và mạch đang đếm ngược 1 phút nha các bạn. Và sau 1 phút như thời gian mình đã cài đặt mà mạch vẫn chưa đạt giá trị UB thì mạch vẫn ngắt relay để ngắt sạc nha các bạn. Trong trường hợp này, khi điện áp của bình ắc quy hạ xuống dưới điện áp mà chúng ta đã cài đặt để mạch đóng relay để sạc cho bình thì mạch sẽ đóng relay, sau đó sẽ đếm 1 phút nha các bạn. Và trong trường hợp mà mạch đếm hết 1 phút mà điện áp vẫn nằm dưới điện áp đóng sạc thì mạch sẽ báo trên màn hình là chữ H R, có nghĩa là báo lỗi. Lúc này mạch sẽ báo hiệu cho người dùng là giá trị cài đặt thời gian không phù hợp, có nghĩa là thời gian quá ngắn để mạch sạc vào bình, chưa làm thay đổi giá trị điện áp của bình nha các bạn. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.